đầu tiên xin phép ban tổ chức chương trình xin được nghe lời gia đình nhà trai yêu dấu, đưa lời chú rể cô dâu xin được long trọng gửi tới toàn thể các ông các bà cô chú chú bác, toàn thể các bậc quý vị khách quý, bạn bè thanh niên nam nữ đang hiện diện tại trung tâm hôn nhân cưới tư gia của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, với lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Xin mời chú rể xá lại với cô dâu đây ạ. Của nhà lá vườn làm sao mà ở xa đấy ạ. Vâng, thân thể quý vị, thân thể trưởng cười kính mến. Như vậy sau những giây phút chờ đợi của ban tổ chức cũng như gia đình nhà trai, thì chính thức chiếc xe hoa mang biển số hạnh phúc đã trở về tới tư gia của gia đình nhà trai yêu dấu. Và kèm theo đó đã có sự hiện diện của rất đông đủ các ông các bà, cô dì chú bác, những người thân thương nhất, những người gần gũi và yêu quý nhất của chú rể cô dâu, những người đưa đón dâu đã trở về đông đủ đông vui. Sự có mặt của toàn thể quý vị đó là niềm hạnh phúc, niềm vinh dự lớn nhất dành tặng cho gia đình nhà trai, đặc biệt với chú rể Xuân Long và cô dâu Thủy Lan. Và chính vậy xin được thay lời muốn nói của gia đình đã lời cho đôi con trẻ xin chân thành cảm ơn tới toàn thể tấm lòng vàng của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng nhau đứng bước vì nghĩa, bước đến vì tình, có mặt đông đủ đông vui tại hôn trường cưới của gia đình nhà trai chúng tôi. Cũng như xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các nhiếp ảnh gia, chụp hình, quay phim đã trở về để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc nhất của bạn trẻ trong ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa thầy quý vị, miếng trầu thì nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh, hết thời áo tím áo xanh, từ nay em sẽ có anh làm chồng. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta một lần nữa lại cùng ổn định vị trí ngồi của mình để tiếp tục thoát cho nhau những chén trà xanh đậm đà tình quê nhà. Chúc vui với những ly rượu nồng và với những bánh kẹo hồng để chúc mừng cho đôi con trẻ trong buổi ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể trường quý kính mến, đúng là hoa đến kỳ thì hoa phải nở, mà đào đầy thì đỏ phải sang sông, đến duyên thì lan phải đi lấy chồng. Và không để cho toàn thể quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây xin trân trọng và thân ái kính mời chú rể cô dâu cùng đứng dậy để ra mắt toàn thể hôn trường cưới. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể trường cưới kính mến, có đúng là như công đức bà có dặn dạy con cháu rằng, mua cao thì chọn đường sai, mua trầu chọn lấy trăm hai lá vàng, mà sinh con thì bởi mẹ cha, chung xây hạnh phúc chúng ta lo cùng, để hôm nay hai họ vui mừng, dâu hiền dễ thảo vui cùng từ đây. Thưa quý vị kính mến, chuyện tình yêu đó là đề tài muôn thuở, là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người của chúng ta, để đôi bạn trẻ Xuân Long Thúy Lan trải qua với những năm tháng dành tình cảm, tình yêu cho nhau. Tình yêu của bạn trẻ đã chín mùi, để rồi em về thương với gia đình. Gia đình đồng ý để cho mình được lấy ta, mà anh cũng về thưa lại mẹ cha. Mẹ cha đã đồng ý để cho ta được lấy mình. Như vậy con đò tình yêu của bạn trẻ đã chính thức cập cảng bến bờ hạnh phúc. Thưa quý vị kính mến, được sự đồng tình nhất trí của đảng ủy chính quyền địa phương quê hương hai họ, được sự cho phép tác hợp của hai bên gia đình, nhà trai chúng tôi có bà Đinh Thị Hà rất là vinh dự khi được kết tình thông gia với gia đình nhà gái gồm ông Hà Văn Ngọ và bà Hà Thị Khuyên, có địa chỉ tại quê hương thôn Long Công, xã Thành Sơn, Ba Thước, Thanh Hóa yêu dấu. Thưa quý vị kính mến, hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức là ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Dần, trong năm thì chỉ có một ngày chỉ có một giờ hôm nay, trong năm tình viên mãn trọn đời nghĩa phù thê, lễ thành hôn của chú rể Xuân Long sánh gương cùng cô dâu Thúy Lan chính thức được bắt đầu. Một trăm phần trăm thật lớn ạ. Vâng, thưa quý vị, xin cảm ơn tới sự trợ giúp của chú Dũng đến từ trung tâm tổ chức sự kiện của quê nhà chúng ta. Và kính thưa quý vị, toàn thể trường người kính mến, giờ phút ở đây Xuân Long và Thúy Lan sẽ được mạn phép đứng nguyên vị trí
để gửi tới toàn thể các ông các bà cô dì chú bác, toàn thể các bậc quý vị khách quý có mặt tại trung tâm hôn sự cưới của gia đình nhà trai trong buổi sáng hôm nay, với lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất. Đặc biệt đôi con trẻ xin được kính chúc các quý ông thì thanh tú, quý chú thì đậm đà, quý bà thì sức khỏe, quý trẻ thì thông minh, mọi gia đình đều được hạnh phúc, sung túc giàu sang. Cũng như tôi những lần chương trình trên đây cho toàn thể hoàn tầm 2.000 khán giả đang có mặt tại trung tâm hôn sự cưới, xin kính chúc chú rể cô dâu một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc. Và đặc biệt xin được ưu ái gửi lời kính chúc tới toàn thể các liệt anh liệt chị, những nam thanh nữ tú, những ai chưa vợ, những ai chưa chồng sẽ sớm tìm kiếm được một nửa hạnh phúc của mình trong năm 2022 này. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị ở dưới chúng ta cùng tiếp tục chung vui bàn tràng hạnh phúc để cùng nhau liên tục chúc mừng cho đôi con trẻ ngày hôm nay. Vâng, chú rể có vẻ là hơi căng thẳng mà đứng còn nghiêng hơn cả đi bộ đội, cười tươi lên tí mồ hôi vâng ra rất là nhiều, căng thẳng quá không biết là có việc gì để làm mà không, nhưng mà căng thẳng thế này giữ bình tĩnh tí đã. Và giờ phút ở đây cô dâu chú rể và đã tươi lên một tí rồi thì xin được thay lời cho đôi con trẻ, chúng tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 để cô dâu chú rể cùng cú chào cảm ơn toàn thể quý vị. 1, 2, 3 cú chào đi ạ. Đấy, đỡ căng thẳng luôn đúng không? Và tạm thời xin mời cô dâu chú rể ngồi xuống vị trí của mình đi ạ. Miệng thì cười mà chân chú rể rất là run đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, tạm thời sự cười kính mến và liên tục một lần nữa xin trân trọng kính mời tới toàn thể các cô dì chú bác, một toàn thể hôn trường cưới chúng ta cùng dành tặng cho nhau với những tình cảm thân thương tuyệt vời nhất, thể hiện qua những ly rượu nồng, những chén trà thơm. Kính thưa với toàn thể các bậc quý vị, trong hôn trường cưới kính mến và trở về với niềm vui hạnh phúc cùng gia đình nhà trai trong buổi sáng hôm nay. Phải nói rằng tối ngày hôm qua, những người làm chương trình chúng tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ rất nhiều những siêu sao ca nhạc của quê hương phố Chu. Ngày hôm nay đây thì tại quê hương thôn Nông Công cũng đã mang theo rất nhiều những chàng trai, những cô gái chân dài là những ca sĩ của hai họ đang chuẩn bị sẵn sàng tiến về sân khấu để gửi lời ca tiếng hát chúc mừng cho đôi con trẻ. Và kính thưa quý vị, lời ca tiếng hát đó được ví như món ẩm thực về tinh thần không thể thiếu trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta. Và vì vậy ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt về với trung tâm sân khấu để làm quen với giọng ca tiếng hát đến từ hai bên gia đình. Trước tiên xin mời một giọng ca đại diện cho gia đình nhà trai của chúng ta, đại diện cho quê hương phố Chu, xin trân trọng kính mời. Vâng, lần đầu tiên là đi đua xin gửi chào tới con ra hai họ cũng như cô dì chú bác anh chị nam anh nữ tú của trường này, lời chúc sức khỏe, lời chào rất chân thành. Sau đây để giao lưu văn nghệ cùng con đến đại học cũng như chúc phúc cho anh chị, sau đây tôi xin gửi tới ca khúc con tên gì, nắng ấm quê hương. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn một ca khúc rất là ngọt ngào của chàng trai đại diện cho các bạn đại trai đã gửi chương trình chúng tôi sớm hôm nay. Và cái thưa toàn thể quý vị, quê hương trường quầy Kính Bến, như chúng tôi được biết thì quê hương nông công Thành Sơn sản sinh ra rất nhiều những giọng ca nổi tiếng, rất nhiều những giọng ca hay. Và hôm nay đây, không biết là bên gia đình nhà gái có mang theo mấy ca sĩ, mà chúng tôi đã nhìn thấy có một số em gái ở bên cánh gà tay trái của ban tổ chức đang rất là có tinh thần muốn lên sân khấu để giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và với các khúc vừa rồi của chàng trai áo đen thì chương trình giao lưu văn nghệ hiện nay tỷ số đang nghiêng về bên phía gia đình nhà trai, đó là 1-0. Và chúng ta chờ đợi xem bên nhà gái liệu có gỡ hòa được không. Xin mời dân ca hát đến từ bên gia đình nhà gái quê hương Thành Sơn, xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, lời đầu tiên cho Linh xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, một lần nữa đến với hội trường hôm nay, xin thay mặt cho họ nhà gái, Linh xin gửi tới bài hát mang tên Tìm Em Trên Dòng Sông Quan Họ. Thank you.
quý vị dành tặng cho nữ ca sĩ của dây như gái một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Tiếng em ấm như hơi thở, anh nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên đừng giận người ơi, đừng quên mà đừng giận người ơi. Một bài hát rất là hay, rất là ngọt ngào. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em gái luôn xinh xắn và ngày càng hát hay hơn nữa. Thưa vâng, thưa quý vị, có khi chưa cưới kính mến, đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. Hạnh phúc non sông thì hạnh phúc nhà, thắm tình non nước lại càng vẹn tình ta. Vừa rồi với sự góp mặt của giọng ca nữ đến từ phái đoàn gia đình nhà gái. Hiện nay như vậy tỷ số đã tạm hòa một đều với chương trình văn nghệ của chúng ta. Thưa quý vị, toàn thể quý vị, toàn thể chưa cưới kính mến, và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị ở dưới chúng ta lại liên tục vô tư thoải mái với những chén trà ly rượu của mình. Và sau đây một lần nữa xin mời chú rể cô dâu chúng ta cùng đứng dậy để chuẩn bị thực hiện những nghi thức nghi lễ đầy trang trọng và hạnh phúc. Xin mời đôi viên hương chúng ta cùng đứng dậy ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể chưa cưới kính mến, phải nói rằng hôm nay Thúy Lan thì khác những ngày thường hoa. Hôm nay thì được sự giúp đỡ của nhà trang điểm mắt bổ câu lông mày lá liễu đang khoác cho mình với một bộ váy trắng tinh gọi là hết chê. Cũng may hôm nay nó không lạnh, nó không nổi cả da gà. Còn bên này thì thằng chú rể đang khoác cho mình với một bộ com đê nhìn cũng khá là phê và dê. Vâng, thưa quý vị, tôi xin sự cười kính mến và sau đây một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng được chứng kiến những nghi lễ mà cô dâu chú rể sẽ cùng thực hiện trên trung tâm hôn trường cưới trước sự chứng kiến của hai họ. Trước tiên xin mời Xuân Long, Thúy Lan cùng nhẹ nhàng từ từ quay lại với nhau đã. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và nghi lễ đầu tiên cô dâu chú rể sẽ thực hiện trên sân khấu giờ phút này đây, đó là cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời, đó chính là chiếc vòng nhẫn cưới. Vâng, xin mời cô dâu chú rể ạ. Chiếc vòng nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm dừng, nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, một tình yêu sát son, và sẽ được đeo vào ngón tay sát út nơi mạch máu con tim luôn chảy xiết, để minh chứng một điều rằng kể từ ngày hôm nay trở đi đôi bạn trẻ đã chính thức thuộc về nhau. Đúng là từ hôm nay trở đi mình đã thuộc về nhau em nhé. Suốt cuộc đời này ta mãi là của nhau, dù lá xanh kia có đổi màu và đá kia có mòn theo nước chảy, nhưng tình đôi ta sẽ trường tồn mãi mãi. Có vẻ là tay chú rể ngón nó hơi to một tí không ạ? À? Đeo không muốn vừa.
Hải, một ngôi nhà hạnh phúc sẽ được đôi con trẻ vun đắp và xây dựng trong cuộc đời, trong tương lai. Đúng là anh sẽ là dòng sông thì để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để đưa em vào đời. Giờ phút ở đây, giờ phút hạnh phúc của đôi con trẻ của Xuân Long Thúy Lan. Rất hấp chúng tôi xin được cầu nguyện, kính chúc cho đôi con trẻ của chúng ta, tư ương của chúng ta mãi mãi bên nhau tới đầu bạc san hô. Vâng, xin mời các chú rể đến với trai thứ hai, và cũng như lúc nãy, xin mời chú rể lắc một tí cho nó vui ạ. Vâng, nhìn chú rể rất là khỏe đúng không quý vị ạ? Và chúc cô dâu chú rể tối ngày hôm nay một người khỏe, hai người vui. Với những chiếc điện thoại đời mới nhất và các nhiếp ảnh gia lại tiếp tục cùng ghi lại những thời khắc, những giây phút hạnh phúc nhất của đôi con trẻ ngày hôm nay. À, chú rể thì có vẻ là tham rượu cho nên là rót cho mình hơi nhiều, à, cô dâu cũng có một tí vậy ạ. À đúng rồi, hình như khăn này lúc nãy vừa lau bàn em ơi. À rồi, cho nó công bằng lại rót cho cô dâu. Rất là tình cảm quý vị ạ. Vâng, thưa cô dâu, có thể mỗi người một ly đi ạ. Rồi cầm lấy mỗi người một ly, tiến sát lại với nhau. Chú rể rất căng thẳng cho nên là mồ hôi ra rất là nhiều, hy vọng là không ướt hết cả người. Vâng, sát lại với nhau đi ạ. Của mình thì còn phải sợ chi ạ. Sát vào, cô dâu quay thẳng sang bên chú rể, đúng rồi, khoác tay lại với nhau, chuẩn bị khi nào đếm từ 3 tới 1 thì hãy uống. Nhớ rằng rượu này thì rất là đắt đấy ạ, rượu sơn banh được lấy từ Pháp. Nhà trai của chúng ta đã phải bán 2 con bò, 3 con trâu mới mua được quý vị ạ. Nhưng mà rượu này thì hàng là chất lượng của tàu thì cũng ít thôi, sợ nó ngộ độc. Và tối nay không làm gì được. Chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, xin mời. Vâng, quý vị tâm tạm hóa thân thật lớn đi ạ. Vâng, xin cảm ơn cô dâu chúng ta rất chi là nhiều. Thưa quý vị, toàn thể sự cười kính mến, và như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng được trải qua với những giây phút hạnh phúc, giây phút tuyệt vời với cô dâu chú rể. Và xin mạn phép hỏi tới chú rể Xuân Long của chúng ta. Xuân Long ơi, hiện tại bây giờ em còn muốn làm gì thêm không? Có máu thế. Từ tối hôm qua nhắc đi nhắc lại với ban tổ chức là kiểu gì ngày mai anh cũng phải cho em làm một tí cho nó phấn khởi tinh thần. Vâng, xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến sát lại với nhau đây ạ. Lần này có việc để làm đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, tôi bị trừ cười kính mến. Chắc chắn rồi, cô dâu chú rể đã từng trao cho nhau rất nhiều những kỷ niệm đẹp và rất nhiều những gì đó đặc biệt. Nhưng đó là vụ trộm của hai người hôm nay mới chính thức, vâng, dành tặng cho nhau điều hạnh phúc này. Trước khi hôn, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị ở dưới, đặc biệt là các cụ ông cụ bà từ 55-60 tuổi đổ lên, không còn mặn mà với món này lắm thì hết sức thông cảm. Còn các chú các bác ai còn khỏe, còn răng, còn làm được cứ thế mà tiến hành. Và yêu cầu các cháu nhỏ từ 15 tuổi đổ xuống, món này chưa thể làm được, cố gắng nhìn lấy thì nhìn thôi đúng không? Vâng, xin mời tay của chú rể sờ vào chỗ nào mềm mềm của cô dâu. Sao lại nhìn vào ngực cô dâu? Không được nhìn vào đấy mà. Sờ vào em đi ạ.
Nguy hiểm quá anh này, hiểm quá. Tay của cô dâu thì sờ vào chỗ nào cứng cứng của chú rể đấy ạ. Hay tay giơ lên cao không được thò xuống dưới. Đưa tay lên trên, đúng rồi. Sao cứ một tay thì cứ thò xuống dưới, nguy hiểm, giận điện đấy em ơi. Vâng, xin mời cô dâu thể chúng ta tiến sát lại với nhau đây ạ. Trước khi hôn, kinh nghiệm của em đi làm chương trình thì nhắc nhở với chú rể thế này: không được hôn lên trán, cũng không được hôn vào má cô dâu. Nếu như thế, cô dâu Thúy Lan sẽ sinh cho em toàn con gái. Và nhớ rằng không được hôn vào tai, cũng không được hôn xuống phần dưới. Tránh trường hợp cô dâu bị thê trên sân khấu, không tính, đúng không ạ? Thì được hôn vào chỗ nào hôn nhất của cô dâu đó chính là bờ môi. Và khi hôn chỉ được dùng môi và dùng lưỡi, không được dùng răng. Tránh trường hợp họng hàng tiền đạo của đối phương. Nhìn vào nhau đi ạ, đừng cười quá nhiều, không tí hôn lại phát ra tiếng, đúng không ạ? Cọc kẹt. Chuẩn bị tinh thần ạ. Khi nào đếm đến 3 thì chúng ta chính thức bắt đầu chiến đấu, đúng không ạ? Sát vào 2,5 và 3 bắt đầu. Nổi mặt trăng có tay chẳng lấy được rồi đây. Không phát triển thôi. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Và bây giờ là quý vị toàn đồ trường cưới kính mến, với những nghi lễ mà cô dâu chú rể thực hiện trên chúng tôi một trường cưới ngày hôm nay. Và với đôi ngọt ngào vừa rồi đã chính thức cô dâu chú rể công bố với tất cả quý vị rằng từ ngày hôm nay trở đi họ đã nên vợ nên chồng. Những gì của nhau cũng là của chung. Chúc chung bà, chung cha, chung mẹ, chung anh, chung chị tối về chung chăn, chung chăn, chung gối, chung phòng, chung lòng ước ở lại, chung lòng dựng xây. Vâng thưa thầy quý vị, thưa thầy chủ quý kính mến, đúng là tình yêu của đứa con trẻ thì đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ đạo, đủ đạo làm chồng, đủ cộng làm vợ, đủ thuốc đủ chè, đủ cả bạn bè bên nữ bên nam, đủ cả anh dưới chị trên, đủ cả bốn bên về đây chung vui hạnh phúc. Mà ngày vui đâu chỉ có rượu ngon mồi nhiều, mà cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Một nữa xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Ban tổ chức tôi chỉ có thể cho Xuân Long, Thúy Lan làm đến vậy thôi. Còn chương trình khác đề nghị tối nay chúng ta tiến hành sao với hạn. Vâng thưa quý vị, toàn thể trường quý kính mến, và giờ phút này đây một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục ổn định vị trí ngồi chung vui bàn trà, cũng như hướng mắt về với trung tâm sân khấu để chào đón sự hiện diện của những người đặc biệt nhất của hai họ gia đình, những người đặc biệt nhất với chú rể cô dâu có những món quà trao tặng cho đôi con trẻ. Và trước tiên chúng tôi xin mời những phần quà đến từ gia đình nhà trai của chúng ta, và không ai khác, người đứng đầu tiên xin trân trọng kính mời người mẹ hiền yêu dấu của chú rể. Xin trân trọng kính mời mẹ. Dạ vâng, xin mời mẹ trở về sân khấu với hai đứa con thân yêu của mình để trao món quà cho hai con. Của chú rể cũng cùng lên luôn đấy ạ. À cháu lên đại diện không ạ? Tình mẹ thì bao la như biển Thái Bình. Vâng, cái thực tế thì quý vị, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn và vui mừng biết bao khi hôm nay đây người con trai của mẹ đã lớn khôn trưởng thành và mang về cho mẹ 10 người con dâu hiền hiếu thảo để cùng gia đình mình, cùng mẹ vun đắp cho cuộc đời được tươi sáng hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Không biết nói gì hơn, xin ra lời cho đôi con trẻ xin chân thành cảm ơn món quà của mẹ rất nhiều. Chúc cho mẹ sống vui, sống khỏe để hưởng phúc cùng với các con. Xin chân thành cảm ơn mẹ. Và xin chân thành cảm ơn món quà đến từ gia đình chị Thoa. Xin cảm ơn cháu rất là nhiều. Chúc cháu mạnh khỏe, học tập tốt. Và món quà tiếp theo xin mời lên sân khấu là món quà của chị Thủy và anh Duy. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, một lần nữa xin mời món quà của chị Thủy và anh Duy. Rồi anh chị đến từ thôn Trình, xã Lục Cao, người chị gái và anh rể của chú rể quý ạ. Xin thay lời cho hai em.
trân trọng kính mời. Xin cảm ơn món quà của các em rất chi là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được chào đón với những người đặc biệt, những thành phần chủ chốt của gia đình nhà trai đã có những phần quà trao cho chú rể cô dâu. Mặn phép hỏi gia đình ta có để lọt phần quà nào nữa không ạ? Và cái thưa toàn thể huấn trưởng người kính mến, trong ngày hôm nay gia đình nhà gái thân yêu với một số lượng rất là đông, những người đặc biệt nhất với cô dâu chú rể là những người thân yêu nhất của gia đình nhà gái đã cùng nhau vâng mang cô dâu về với gia đình nhà trai của chúng ta. Và hơn nữa gia đình nhà gái cũng có những món quà để trao tặng cho đôi con trẻ trong ngày hôm nay. Và chính vì vậy cho phép ban tổ chức tôi xin được long trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của những phần quà đến từ gia đình nhà gái thân yêu. Trước tiên xin mời lên sân khấu là món quà của anh Hoàng, anh trai cả và chị dâu, chị Hoàng đúng không ạ? Xin trân trọng kính mời ạ. Cho anh em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều món quà của anh chị. Kính chúc anh chị cũng như kính chúc cho gia đình nhà gái của chúng ta luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tấm món quà của anh chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và tiếp theo xin mời món quà của em Loan, em gái của cô dâu ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Anh chị xin được cảm ơn món quà của em gái rất là nhiều. Quý thưa toàn thể trường người kính mến, và món quà cuối cùng đến từ bên gia đình nhà gái, xin mời lên sân khấu là món quà của chị dâu Huyền Thảo. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, có lẽ là anh nên trao thay đúng không ạ? Chứ không thể chỉ dâu mà tóc ngắn thế này được đúng không ạ? Người cho cũng cười rất là tươi, còn người nhận lại càng cười tươi hơn vì được vàng mà quý vị. Và đã có một cái ôm chẳng khác gì ông đô 500 gặp ông vâng ở Việt Triều Tiên đúng không ạ? Thưa quý vị, thưa quý vị, tôi trường thấy kính mến, và giờ phút này đây một lần nữa kính mời tất cả thể quý vị ở dưới chúng ta cùng tiếp tục chung vui bàn trà. Và theo như mong muốn của gia đình nhà gái thì hôm nay đây phái đoàn gia đình nhà gái thân yêu vâng đưa cô dâu về với gia đình nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu tâm sự cũng như chính thức là giao dâu cho gia đình nhà trai của chúng ta.
Và chính vì vậy, sau đây xin mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái mang tên Pu Thành sẽ lên sân khấu để có lời phát biểu chào dâu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông, quý bà, kính thưa quan viên hai họ và các vị quan khách, tôi xin thay mặt và thay lời đại diện cho gia đình họ nhà gái được phát biểu đôi lời. Gia đình họ nhà gái của chúng tôi có lời chào và thăm hỏi đến sức khỏe của gia đình họ nhà trai và các vị quan khách. Hôm nay tôi được đứng lên trên sân khấu cưới của gia đình họ nhà trai là rất vinh dự mà cũng rất là vui. Qua một thời gian, hai cháu cũng đã tìm hiểu với nhau. Hai cháu không ngại đường xá xa xôi, đã nhất trí và đồng ý đồng tình. Hai gia đình của chúng ta cũng đã đồng ý. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đưa cháu về làm con, làm dâu, làm vợ đến gia đình họ nhà trai tổ chức và đón tiếp rất là long trọng. Giờ này, phút này tôi cũng xin trao con dâu cho gia đình họ nhà trai. Tuy nhiên cháu cũng đã lớn nhưng mà chưa có hôn. Nhiều điều, nhiều cái chưa hiểu, chưa biết. Mong bố mẹ và các anh chị trong gia đình và họ hàng dạy dỗ, giúp đỡ để sau này cháu hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu trong gia đình. Để mai sau cháu được sinh con, đẻ cái, có nết, có tẻ, nên mẹ, nên bà. Để mai sau có ông bà, cha mẹ máu mực, con cháu hiếu thảo. Lời cuối cùng tôi xin chúc cho bên thông gia luôn luôn mạnh khỏe. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm đắc, những lời phát biểu rất hay của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái đã có đôi lời. Trước tiên là cảm ơn tới sự tiếp đón đồng hồ của gia đình nhà trai chúng ta. Thứ hai nữa là xin chúc cho các cháu sẽ luôn luôn sát cánh bên nhau để giữ được hạnh phúc, được ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Vâng, kính thưa quý vị, người ta có bảo rằng hoa sông thì có bến có đò, muốn con hạnh phúc đã dặn dò đôi câu. Và để đáp từ lại những tình cảm của bác trưởng đoàn gia đình nhà gái, xin mời một đại diện của gia đình nhà trai bước lên sân khấu để chính thức nhận đôi lời phát biểu nhận dâu. Xin trân trọng kính mời. Thưa bà con hai họ và thưa anh em bạn bè gần xa và đặc biệt là thưa bên họ gái, nói chung là hôm nay là ngày lành rất tốt. Nói chung là tôi chẳng biết nói làm sao nữa, tôi rất chi là cảm ơn bên họ gái, nói chung đã sinh ra con và bây giờ là thành con dâu của gia đình của tôi. Mà tôi cũng xin hứa là nói chung là cố gắng và cho con dâu của nhà tôi cũng như là hòa hợp với gia đình. Và tôi rất chi là cảm ơn gia đình hai họ, đó tôi xin hết ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh những lời phát biểu rất là tốc độ của chú Tám. Cảm ơn tới toàn thể quý vị đã trở về chung vui trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tới lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Xin chúc cho hai bác luôn luôn mạnh khỏe để làm gương cho đứa con trẻ được noi theo. Dạ thưa toàn thể quý vị, toàn thể hội trường kính mến, và thế là cây đa cũng sợp bóng tình người, nhà tôi nhà bác mặn nồng từ đây, gia đình thì vui đón dâu hiền, thêm tình thêm nghĩa thêm quyền mẹ cha, trước thì vui cửa vui nhà, sau rồi hạnh phúc cũng là vui chung. Hôm nay rất mừng Xuân Long Thúy Lan đã dựng dạp, và đặc biệt Xuân Long của chúng ta để cưới em, có bà con cô bác thân quen tới mừng, chị em nô nức tương mừng, bạn bè rồi lại phấn khởi tương mừng hân hoan để mừng cho đứa bạn trẻ được đường hoàng, xây dựng hạnh phúc huy hoàng từ ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, toàn thể hội trường cưới kính mến, cuộc vui thì còn dài nhưng đường về thành sơn của nhà gái e lại còn dài hơn. Cuộc vui dài còn dài nhưng mà cuộc vui nào mà chẳng có lúc phải chia vui. Chính vậy chương trình buổi đại lễ thành hôn của chú rể Xuân Long sánh duyên cùng cô dâu Thúy Lan trong buổi sáng hôm nay cũng xin được từ từ khép lại tại đây. Lần nữa cho các ban tổ chức tôi xin được tha lời cho gia đình nhà trai, đất lời cho đôi con trẻ. Xin chân thành cảm ơn tới các bậc vàng của toàn thể, các ông các bà, các bậc quý vị khách quý, bà con lối xóm cũng như bạn bè thân hữu gần xa đã bớt chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình trở về chung vui chúc phúc cho đôi con trẻ ngày hôm nay. Lần nữa kính chúc toàn thể quý vị có một ngày tràn đầy niềm vui cùng với gia đình nhà trai chúng tôi. Kính chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn trọn đời.
từ nghĩa phù phê. Xin được cảm ơn các nhiếp ảnh gia, những nhà quay phim chụp hình. Chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin được chân trọng.